Thưa đồng bào thân mến và kiều bào ở nước ngoài, năm mới đang mở ra trước mắt chúng ta một quang cảnh vô cùng mới mẻ, huy hoàng. Các nước anh em ta đang rầm rộ xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Hàng triệu nhân dân châu Á, châu Phi và Trung Nam Mỹ đang sôi nổi đấu tranh chống đế quốc thực dân, giành tự do độc lập. Ở miền Bắc ta, toàn đảng, toàn dân đang hăng hái thi đua hoàn thành tốt kế hoạch năm 1961, làm đà tốt cho kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho miền Bắc ta ngày càng giàu mạnh, vui tươi. Ở miền Nam, đồng bào ta đang đoàn kết chặt chẽ, anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ Diệm, tiến lên giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị dã man. Thưa đồng bào thân mến, năm nay là năm Sửu, các cụ ta quen gọi là Tết con trâu. Trâu thì cày giỏi mà chọi cũng hăng. Toàn dân ta đoàn kết đấu tranh thì chúng ta nhất định xây dựng thành công một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Vậy có thơ rằng: mừng năm mới, mừng xuân mới, mừng Việt Nam, mừng thế giới, đường lên hạnh phúc rộng thênh thang, kế hoạch 5 năm thêm phấn khởi. Chúc miền Bắc hăng hái thi đua, chúc miền Nam đoàn kết tiến tới, chúc hòa bình thống nhất thành công, chúc chủ nghĩa xã hội thắng lợi.